trời. Ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn hương reo cõi đời, trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngát tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình, cho xuân về thắm sinh. Con khấn nguyện một mùa xuân vinh phúc thắm tươi hồng ân Chúa mọi nơi. Xin Chúa thương ban mùa xuân an vui khắp nơi, rạng danh Chúa muôn đời. Ngày xuân ánh sáng lan khắp trời, ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn hương reo cõi đời, trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngát tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình, cho xuân về thắm sinh. Xin thứ tha lỗi lầm một năm qua, chót mang lòng bao nỗi buồn vương. Xuân mới về tâm hồn tràn nguồn vui, ước mong đẹp như nắng xuân hồng. Xuân mới thánh an và hạnh phúc nhiều hơn, xin khấn ban an bình tràn quê hương, bốn phương đẹp như giấc mơ hồng. Ngày xuân ánh sáng lan khắp trời, ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn hương reo cõi đời, trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngát tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình, cho xuân về thắm sinh. Nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình, cho xuân về thắm sinh.
gian lạnh đông. Rơi vào lòng băng giá xa hơn cấm nghi kỵ ghét ghen. Xin mãi được tiêu hao để sáng lên lòng mến yêu không lùi tàn. Cha nhân ai sắc hoa xinh tươi rực hồng, vui đùa trong nắng áng dưới trời xanh tay ngài quán phong. Dâng tấm lòng trung trinh tựa sắc hoa vườn gió lung linh nương đầu. Dâng đầy đầy trái chín đồng xa, bao ngày qua vun tay gieo hạt nơi đất lành tốt tươi, trong đất hạt tan đi để cho sinh mầm sống với bao ân tình. Dâng đoàn con dâng sao nỗi buồn bao điều răng mắc khổ
được bên Chúa muôn đời.
Trọng kính chào quan hạt, quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn. Trong tâm tình của lòng biết ơn, ngày hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng con cắt riêng giáo họ Cầu Mễ cùng với quý sơ của hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh cũng tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, một người con của giáo họ giáo xứ chúng con. Và chúng con rất vui mừng vì hôm nay chúng con được đón tiếp quý cha đến từ các nơi, cũng đến từ rất là xa. Con xin giới thiệu cha quản hạt hôm nay, đó là cha Phêrô Trần Quang Đức. Chúng ta đồng chào phá tay chào đón. Rồi trong đó có cha cố Francisco Xavier Nguyễn Văn Hoàng, cha Francisco Xavier Nguyễn Đức Việt cũng đã từng ở với cộng đoàn chúng ta ở đây. Rồi quý cha trong giáo phận có cha đến từ xa, đó là cha Giuse Vũ Văn Biển, ngài đến từ tỉnh Hòa Bình thuộc giáo xứ Khoan Dụ. Rồi có cha giáo Phêrô Hoàng Văn Hiệp, cha Phaolô Đinh Công Trung là người trong giáo hạt chúng ta. Rồi trong đó có cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng là người đang ở với giáo xứ chúng ta đây. Đặc biệt có hai cha, chúng ta cùng chào đón hai cha đến từ giáo phận Bắc Ninh. Cha Giuse Lê Quốc Trinh, trưởng ban ơn gọi của giáo phận Bắc Ninh. Xin cha cho chúng ta. Cũng có cha Francisco Xavier Nguyễn Huy Liệu ở chính xứ giáo xứ An Tràng đang ở tại Bắc Giang. Chúng ta nộp chào phát tay cho nó. Và cộng đoàn giáo xứ cũng như giáo họ Cầu Mễ chúng con hân hoan chào đón sơ tổng phụ trách cũng như tất cả quý sơ đến từ hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh. Chúng con cũng kính chào tất cả quý khách và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện trong lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng. Giờ đây con xin kính xin cha quản hạt bắt đầu khởi sự thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin được hợp cùng với các cha mà cha xứ Quảng Nạp vừa giới thiệu, chúng tôi hân hoan chào đón tất cả các cố, các bà, các tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em. Xin cảm ơn mọi người đã tới đây để hiệp thông trong thánh lễ dỗ 15 năm Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, một linh mục gương mẫu, một vị giám mục nhiệt thành, một người thầy vĩ đại và một tấm gương sáng ngời. Và ngày hôm nay xin cảm ơn tất cả sự hiện diện của anh chị em về tới quê hương của ngài để dâng lễ dỗ. Chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn vì trong lịch sử của giáo hội Việt Nam và đặc biệt của giáo hội địa phương, Chúa ban cho chúng ta một vị mục tử thật tốt lành như ngài. Chúng ta xin Chúa trả công bội hậu cho ngài trên quê hương nước trời, và chúng ta cầu xin cho mỗi chúng ta là những ưu tư của ngài khi còn sống, là những chăm lo của ngài và những ước mong của ngài được thành sự tốt đẹp trong đời sống thánh thiện, trong ơn gọi và trong sự phục vụ giáo hội. Trước khi cử hành thánh lễ, xin Chúa tha thứ cho chúng ta những sai lỗi mà chúng ta mất lòng Chúa hay mất lòng nhau. Và xin Ngài nhận tất cả những ước nguyện chân thành và của lễ chúng ta dâng tiến Chúa để cầu cho Đức Cố Giám mục Giuse Phaolô Giuse hôm nay. Tôi thu nhận Thank you.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giao cho Đức Hồng Y Phaolô Giuse nhiệm vụ giám mục giữa hàng tư tế nối nghiệp các tông đồ. Xin cho tôi tớ Chúa được chung phần vinh phúc với các ngài mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu sửa phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa.
trong đêm đến tôi đi trước qua thung lũng hiểm nguy, nào có lo chi ngài luôn đã nâng hộ trì. Dìu tôi đi trên con đường ngay chính, đặt trên tay tôi cây trường vinh thăng để vượt qua ngàn muôn khó nguy lầm than. Chúa chân người trời, tôi chẳng thiếu tuân chi. Chúa là mẹ tôi chẳng lo gì. Trọn cuộc đời nơi dương gian, phú ân Chúa ban bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tesalonica. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì những người đã an nghỉ trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đem đi làm một với Chúa Giêsu như vậy. Bởi thế, chúng tôi tự dựa vào lời Chúa để nói với anh em điều này. Chúng ta là những người đang sống, những người còn lại khi Chúa đến. Chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ, vì khi có hiệu lệnh, có tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng loa Thiên Chúa thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết. Rồi đến chúng ta, những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đưa lên các tầng mây cùng với họ đi đón Chúa trên không trung, và như vậy chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những người Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, họ cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con.
vì cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy cha công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con biết cha, và những người này cũng biết rằng cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh cha, và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình cha yêu con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Và trước hết là con cảm ơn cha quản nhiệm cách đây mấy ngày đã gọi cho con, mời con chia sẻ trong thánh lễ. Nhưng mà hôm nay thấy các đấng thấy đông quá, thì Ngài nói rằng là Ngài cũng không biết về Đức Hồng Y nhiều. Nhưng mà Ngài có thể nghĩ rằng con biết Đức Hồng Y nhiều hơn, thì Ngài mời chia sẻ. Vâng, trước hết chúng ta vẫn đang sống trong cái bầu không khí của ngày Tết Nguyên Đán. Hôm nay cũng là 11 thôi. Con xin được cầu chúc cho quý cha quản hạt, quý cha, tất cả quý cụ, ông bà, anh chị em, chúng ta được hưởng trọn vẹn những mùa xuân trong Chúa, cả mùa chay được đầy thánh thiện. Kính chào anh chị em. Đối với Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, thì chắc chắn là chúng ta lúc nãy chúng con cùng với quý sơ đi vào cái đất của cố Hồng Y và xem đang đào móng đào nhà xem có tìm thấy cái hũ nhau không. Nhưng mà chắc là không tìm thấy, bởi vì Ngài sinh ở đây nhưng mà 10 tuổi thì Ngài ra đi rồi. Khi nói về Đức Cố Hồng Y thì chắc các cụ đây, có cụ nào đồng tuổi sinh năm cùng với Đức Hồng Y không? Có ai đây sinh năm 19 không? Có cụ nào, các cụ hiệp nhất, có cụ nào ai sinh năm 19 không? Có cụ nào đây hơn 100 tuổi chưa? Chưa, vâng. Chắc chắn chúng ta đây này chẳng ai cùng thời với Đức Hồng Y cả, từng thế hệ trước rồi. Có thể nói Ngài như một viên đá mà người thợ xây loại bỏ, lại trở nên viên đá góc tường. Vào năm 1929, lúc đó Đức Hồng Y cậu Tụng thôi, cậu bé Tụng 10 tuổi, thì tràng tập được thiết lập tại Hà Nội, tọa lạc tại cơ sở chính đó là Đại Chủng Viện ngày hôm nay. Cái đầu niên khóa năm 1931-1932, cũng như mọi năm, tràng tập tổ chức thi tuyển để chọn học sinh vào lớp mới với con số tối đa khoảng 30 em cả miền Bắc này. Thì lần đó chú Phaolô Phạm Đình Tụng bị lọt sổ, chỉ suýt nữa là trúng thôi, có nghĩa là bị trượt, không được vào Tiểu Chủng Viện, bị rớt. Nhưng mà chú vui vẻ về lại xứ Khoan Vĩ ở với cha nghĩa phụ là cha Phêrô Phạm Bá Trực. Cha Phêrô Phạm Bá Trực là phó chủ tịch Quốc hội khóa thứ nhất của Việt Nam chúng ta ấy. Và bây giờ mộ Ngài đang ở trên giáo xứ Đại Từ của Thái Nguyên thuộc giáo phận Bắc Ninh. Đấy, lúc đó thì là cha bố của Đức Hồng Y bây giờ. Thì bỗng mấy ngày sau, một tin vui đưa tới, chú lại được nhận và được gọi giấy từ cha bề trên tràng tập gửi về Khoan Vĩ, gọi chú Tụng lên tràng tập mà nhập lớp mới. Vì có một chú tuy đã trúng tuyển nhưng bị bệnh không thể tiếp tục học được, phải rút lui, cho nên chú Tụng được thay thế vào cái lớp ở chỗ trống đó. Chú Tụng mừng quá khi được gọi đậu vớt, cho nên rất cố gắng chăm chỉ học tập. Nhưng mà thưa cộng đoàn, có ngờ đâu phiến đá mà người thợ xây loại bỏ lại trở nên được viên đá cột trụ của hội thánh tại giáo phận Bắc Ninh, tại Tổng giáo phận Hà Nội và tại giáo hội Việt Nam của chúng ta nữa. Qua như cha quản hạt nói đấy, từ linh mục, giám mục, tổng giám mục, rồi Ngài đã từng làm chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam, rồi làm hồng y, và hơn nữa các chức vụ đều được thi hành trong những thời gian không ngắn, rất dài. Cho nên việc Thiên Chúa làm thật là kỳ diệu nơi đời sống của Đức Cố Hồng Y. Với giáo phận Bắc Ninh của chúng con
thì con ngài về giáo phận năm 1963, lúc đó không biết con sinh chưa nhỉ, à gần gần, nhưng mà con được ở gần Đức Hồng Y từ lúc con 6 tuổi cơ, từ năm 1945, tức là 49 năm rồi, từ lúc còn chưa bé, xin lỗi chứ còn đáy dầm, thế mà con ở gần, biết Đức Hồng Y, ở gần Đức Hồng Y rồi. Thì năm 1963 thì ngài được thụ phong giám mục tại Hà Nội và về giáo phận Bắc Ninh nhận giáo phận. Một giáo phận được trải dài trên đồng bằng sâu thổ sông Hồng với biên giới Việt Trung, gồm có 5 tỉnh trọn vẹn và 7 tỉnh có các 6 tỉnh có huyện liên hệ. Ngày xưa là 7, bây giờ còn 6 tỉnh thôi, tức là 10 liên quan đến 11 tỉnh. Số linh mục già yếu ở lại giáo phận sau cuộc di cư năm 1954 đếm được trên đầu ngón tay, và có những lúc chỉ còn một linh mục rưỡi thôi. Trước năm 1994, giáo phận Bắc Ninh chỉ có một linh mục rưỡi thôi. Vậy mà chỉ sau một thời gian vắn, giáo phận Bắc Ninh đã dần dần hồi sức và bước vào giai đoạn cường tráng, tràn đầy sức sống. Cho đến hôm nay thì giáo phận Bắc Ninh chúng con được 152 linh mục rồi, thì hầu như tất cả là hoa trái của Đức Hồng Y. Mỗi một ngày Chúa Nhật, trong những lúc đầu khó khăn ấy, trong các buổi cầu nguyện chung, giáo dân được nghe những bài suy niệm lời Chúa thật đơn sơ, dễ nhớ, dễ thuộc mà tác giả đã suy gẫm lâu giờ trước thánh thể và chỉ dẫn những chi tiết cụ thể để thực hành lời Chúa. Và chính vì thế mà giáo phận Bắc Ninh được nuôi sống thông qua những đội ngũ tông đồ giáo dân đông đảo, được huấn luyện một cách căn bản thôi, ngài đã điều hành giáo phận, ngài đã duy trì và thích nghi với nếp sống nhà Đức Chúa Trời để thành lập cộng đoàn anh em nhà Chúa cho những người nam muốn dâng mình cho Chúa, và cộng đoàn tận hiến cho những người nữ độc thân. Và ngày hôm nay, sau hơn 59 năm, thì chính thức hội dòng đã được Tòa Thánh phê chuẩn, đã nhận, đó là hội dòng. Và có thể ngày hôm nay, cái lễ dỗ này là do 7 mối tội đầu là do các sơ dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh đấy. Chúng ta cảm ơn các sơ mà chàng vỗ tay đấy, các sơ đang. Thưa anh chị em, có thể nói rằng là 29 năm Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, ngài ở Giáo phận Bắc Ninh 31 năm thôi, nhưng mà ngài 29 năm không được đi đến các giáo xứ, không ra khỏi tòa giám mục để thi hành cái chức vụ mục vụ của mình. Con nhớ cái lần đầu tiên ngài đi kinh lý, được đi sau 29 năm được kinh lý, lúc đó còn là chú bé đã đi với ngài, có phải thuê mãi mới được cái xe UAS để chở ngài đi lên Tuyên Quang rồi đi Vĩnh Phúc. Đó là những chuyến kinh lý mục vụ đầu tiên. Khi mà chủ chăn không thể đến với đoàn chiên thì đoàn chiên tìm đến với người mục tử. Tòa giáo mục Bắc Ninh thật sự đã trở thành cái nhà chung của giáo phận, để đồng cảm và gần gũi với quần chúng giáo dân, chăm lo cho giáo dân từng bữa cơm, từng đêm ngủ. Gia đình tòa giám mục từ đức cha cho đến người giúp việc đã lựa chọn một nếp sống giản dị, khó nghèo và phục vụ. Không người giáo dân nào cảm thấy mình là người xa lạ khi về tòa giám mục Bắc Ninh. Hằng ngày đức cha cùng ăn, cùng đọc kinh chung với giáo dân. Trong thời kỳ mà có thể nói là hạt gạo miền Bắc chia ba, mà nhà ăn của tòa giám mục thường xuyên đông vui, đầm ấm. Con bé có những lúc nào mà không có khỏi có ăn sáng cơ, thế là mỗi người được chia một củ khoai, còn không có cả cơm ăn sáng. Còn những thức ăn cơm thì chỉ có canh rau muống, xong bắt đầu băm băm ra, bắt đầu cho tí muối vào, ăn rau muối với cà pháo hay là sung, hay là quả quả sấu muối. Rồi trong những ngày lễ trọng, đức cha đã kêu gọi và tổ chức cho giáo dân góp gạo thổi cơm chung. Trên những xe đạp cọc cạch của giáo dân từ miền rừng núi Tuyên Quang, Thái Nguyên, có khi kèm theo những bó củi, những bao khoai, bao sắn,
rồi thì có những xe mà củi từ chở trên rừng góp thêm để chất đốt và thực phẩm cho cái nồi cơm chung của giáo phận. Cộng đoàn tín hữu thời các thánh tông đồ được tái hiện ngay tại nhà chung Bắc Ninh khi Đức Cha hiện diện thời đó. Năm 1990, Đức Hồng Y Tổng giám mục Giuse Trịnh Văn Căn qua đời, thì Đức Cha Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Tổng giáo vận Hà Nội, và ngài đã được Thánh Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm làm Tổng giám mục ngày 26 tháng 11 và ngài được vinh thăng Hồng Y. Vâng, thưa anh chị em, nói về cuộc đời của Đức Hồng Y thì nói về gia đình thì ngài không có từng ở bao nhiêu năm mà không hề ngài được nói chuyện về cái liên quan đến gia đình nữa, bởi vì chắc chắn chúng ta, một số chúng ta cũng nghe lại gia đình ngài cũng không có bình an, có những lúc thời kỳ ông cố bà cố mất sớm thì ông bà cố nuôi thêm một cha để làm con được thiêng liêng là Cha Vọng bây giờ đấy. Thì trong cái ngày lễ mà tạ ơn của Cha Vọng á, thì bà cố đi dự lễ đó thì bị đắm đò, bây giờ không còn xác, không biết xác ở đâu nữa, cho nên hầu như không thấy nói Đức Hồng Y nói về cái chuyện gia đình. Con chỉ nhớ cách đây hơn 30 năm một lần ngài âm thầm đi đến thăm về những khổ mễ đây, lúc đó con bé lắm, còn không nhớ là chỉ nhớ mang máng như vậy thôi đấy. Thì chúng ta thấy ngài là một trong những gương mặt vĩ đại của giáo hội Việt Nam, là chứng nhân lịch sử của giáo hội miền Bắc trong hơn 70 năm qua. Ngài đã góp phần to lớn và quan trọng trong việc xây dựng giáo hội Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực tông đồ, đào tạo, tổ chức nhân sự và quan hệ ngoại giao. Cuộc đời phục vụ của ngài còn để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá trong công cuộc xây dựng giáo hội hôm nay. Và ngài đã qua đời ngày 22 tháng 2, tức là còn 2 ngày nữa là 15 năm. Một tháng sau dịp mừng kỷ niệm 90 năm ngày sinh và 60 năm linh mục, 45 năm giám mục, 15 năm hồng y. Để ghi dấu ấn về cuộc đời của Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, khi ngài qua đời, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nói trong huấn từ với Hội đồng Giám mục Việt Nam khi dịp các giám mục Việt Nam thăng viếng Tòa Thánh vào tháng 6 năm 2009. Ngài nói thế này: "Tôi muốn tưởng nhớ ở đây Đức Hồng Y đáng kính Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, Tổng Giám mục Hà Nội trong nhiều năm. Cùng với anh em, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì lòng nhiệt thành mục tử của Ngài đã thể hiện một cách khiêm nhường, với tình yêu hiền phụ sâu xa đối với đoàn dân của Ngài và tình huynh đệ lớn lao đối với các linh mục. Và khi được tin Đức Hồng Y qua đời, trong điện văn phân ưu gửi Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã viết: Đức Cố Hồng Y đã phục vụ giáo hội trong những hoàn cảnh khó khăn với lòng can đảm lớn lao và trong niềm quảng đại trung thành với Tòa Thánh Phêrô. Xả thân tận tụy giao giảng tin mừng, thiết tưởng đây là một lời đẹp nhất mà Đức Thánh Cha đã dành cho Đức Cố Hồng Y kính yêu của chúng ta. Bởi vì cả cuộc đời Ngài là một lời tuyên xưng liên lỉ, và đó là cái phương châm sống trong đời mục tử của Ngài: tôi tin ở tình yêu Thiên Chúa. Cho nên hôm nay cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi đây, có thể nói là nơi chôn nhau cắt rốn của Đức Hồng Y, để rồi chúng ta cảm tạ Chúa đã cho chúng ta một người cha, một người thầy, một người mục tử vĩ đại. Để rồi mỗi người chúng ta, dù là linh mục, dù là giáo dân hay nữ tu, chúng ta cố gắng tiếp bước cái lòng nhiệt thành của Ngài và đặt niềm tin tưởng, tín tác hoàn toàn nơi Thiên Chúa.
Con xin nói riêng một chút. Thực sự đối với các dòng Đức Mẹ Em Nhất, đây là đương nhiên là Hoa Trái, là con của Ngài, là Ngài thành lập cái hội dòng này mà được Ngài Hoa Trái ngày hôm nay. Còn đối với con cũng vậy. Lúc con 3 tuổi thì bố con đã mất ở B52 rồi. Thì trong lúc đó con đang làm thư ký của hạt Vĩnh Phúc, mà cái lúc đó không có các linh mục, thì những người ban hành giáo là những người mà có thể là cánh tay nối dài của Đức Giám Mục của Giáo Phận. Thì khi mà năm 1972, lúc đó thì còn đúng tròn 3 tuổi thì bố mất, và Đức Hồng Y Ngài quan tâm, Ngài lo lắng cho con như một người cha thực sự, và Ngài ưu ái. Rồi sau đó 3 năm thì trong các kỳ hè thì con về ở tòa giám mục ở với Đức Hồng Y lúc 6 tuổi đó, gần gũi Ngài, chăm lo cho Ngài. Ngài dặn dỗ, Ngài căn dặn từng ly từng tí, từng cái chuyện nhỏ lắm, từ cái việc gấp phong bì cho đến dọn lau quét cái nhà vệ sinh. Và thực sự Ngài là một người cha rất nghiêm khắc. Và chính cái sự nghiêm khắc, cái sự đạo đức thánh thiện của Ngài, và ngày hôm nay con được thơm lây đó. Đấy, cho nên hôm nay con rất là vui được về đây để dâng lễ cùng với các cha trong ngày giỗ thứ 10 năm, mà để mà nhắc lại những cái kỷ niệm của người cha dành cho chúng ta, cho giáo hội Việt Nam và cho bản thân con. Nói con chúng ta phải vô cùng tạ ơn Chúa vô cùng. Cho nên con cũng cầu chúc cho cái nơi quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của Đức Hồng Y của chúng ta được tiếp nối cái sứ mạng, cái tình yêu của Đức Hồng Y, để rồi cái mảnh đất này chúng ta sẽ trổ được sinh nhiều hoa trái trong đời sống đức tin, trong đời sống tông đồ. Và hy vọng rằng là nơi đây chúng ta cũng sẽ bén rễ sâu để trổ sinh hoa trái cho nhiều nơi trong giáo hội Việt Nam và cho cả thế giới nữa. Đó là lời cầu chúc con gửi tới quý cha và cộng đoàn. Xin cảm ơn anh chị em. Quý mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời nguyện. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương, Người đã tạo dựng chúng ta làm con người, và Ngài sai chúng ta đi vào trong thế giới. Ngài chọn gọi chúng ta làm con cái của Ngài, và trong mỗi thời đại, Ngài luôn ban tặng cho chúng ta những tấm gương tuyệt vời để chúng ta noi gương bắt chước, hồi đạt được sự thánh thiện và đạt được hạnh phúc cứu độ muôn đời. Trong tâm tình cảm tạ yêu mến Chúa, chúng ta sốt sắng dâng lời cầu xin. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi. Giữa một thế giới đầy biến động hôm nay, con người dễ lung lay niềm tin và mất phương hướng trong cuộc sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong giáo hội, cách riêng cho giáo phận nơi đây được tràn đầy thánh thần, để các ngài hướng dẫn con thuyền hội thánh cập bến bình an. Người Kitô hữu tin tưởng vào tình yêu thập giá được dương cao trong chiến thắng của Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ánh sáng phục sinh chiếu soi thế giới, xua tan những bóng đêm của tội lỗi, của sợ hãi trước chiến tranh và xung đột đang ngự trị trong tâm hồn con người hôm nay. Nhớ nguồn, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đã qua đời tại quê hương thân yêu này được hưởng nhan thánh Chúa. Đồng thời, mọi người còn sống và đã đang cố gắng xây dựng mảnh đất quê hương yêu dấu này được mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ân sủng của Chúa trong đầu năm mới này. Chúng con tin ở tình yêu Thiên Chúa, đó là khẩu hiệu của Đức Cố Hồng Y. Trong ngày lễ giỗ lần thứ 15 của Ngài, chúng ta hiệp thông trong tâm tình tạ ơn và cầu xin Chúa ban phúc trường sinh cho Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse và các vị tiền bối,
xin cho mọi người nơi đây luôn tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, sẵn sàng phụng sự Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng nhân ái, cùng với những lời nguyện chân thành là cả hồn xác và cuộc sống của mỗi người chúng con, của cộng đoàn chúng con xin dâng lên Cha hôm nay, xin Cha đoái thương chấp nhận. Xin Cha tiếp tục chúc lành và hoàn thiện tất cả ước nguyện chúng con dành cho nhau trong năm mới, và xin cho người Cha kính yêu của chúng con được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ trên thiên quốc. Hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng để cầu cho Đức Hồng Y Phaolô Giuse. Ở dưới thế Chúa đã giao cho người trọng trách giám mục, thì trên trời xin cho người được cùng các thánh chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con được sinh ra với quyền năng của Chúa, được dẫn dắt theo thánh ý Chúa. Ở dưới đất này nơi chúng con bới đó mà ra nhờ mệnh lệnh của Chúa, chúng con được giải thoát khỏi án phạt của tội lỗi. Nhờ con Chúa chịu chết, chúng con được cứu chuộc. Bởi ý Chúa muốn chúng con được sống lại để hướng vinh quang phục sinh của Người. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát bài ca chúc tụng Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình đầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến người cha thân yêu của chúng con là Đức Hồng y Paulo Giuse, mà hôm nay chúng con cử hành lễ dỗ. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người.
Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều mà hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng ta dám nguyện rằng Lạy Chúa chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, được Cha gì đến, thì Cha thành hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng ra Chúa lừa.
nhờ tình yêu ngày đêm dưỡng nuôi, hồn trao dâng ngàn muôn tâm tình trời vơi. Rộn ràng như suối mơ, lòng con dâng ngầm bao ý thơ, vì ngày thương con chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, khi còn ở trần gian, Đức Hồng Y Phaolô Giuse đã nhân danh Đức Kitô điều khiển giáo phận. Vì lễ tế này, xin Chúa cho người được thanh tẩy và được cùng Đức Kitô hiền trị trên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin kính mời quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn và quý khách an tọa. Trọng kính cha quản hạt, kính thưa cha xứ Gioan Bautista, kính thưa cha Giuse, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ bề trên, quý sơ, quý cộng đoàn và quý khách. Con xin thay mặt cho ban chấp hành và bà con giáo dân, giáo họ cầu mễ, xin được cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ hôm nay đã quy tụ về đây cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng Y thân yêu của chúng con nhân ngày giỗ 15 năm. Vâng, thật là mảnh đất khô cằn nhỏ bé như giáo họ chúng con đây lại sinh ra người mục tử nhân lành. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Vâng, con xin được làm mấy câu thơ về Đức Hồng Y thân yêu của chúng con. Đất sỏi quê hương có trạch vàng, đội ơn Thiên Chúa đặng vinh quang. Ân đức tiền nhân thơm đất Việt, công danh con cháu sáng trời Nam. Hồng Y giáo chủ soi đường lối, giáo hội Việt Nam rạng huy hoàng. Nón sông thống nhất nâng tầm bước, đất sỏi quê hương có trạch vàng. Cuối cùng, con không biết nói gì hơn. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha xứ
đã sắp xếp lo liệu cho giáo họ chúng con có được thánh lễ hôm nay. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha. Chúng con xin cảm ơn cha quản hạt, quý cha đồng tế hôm nay đã sắp xếp thời gian về dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng Y thân yêu của chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha. Chúng con xin cảm ơn quý sơ bề trên, quý sơ vì đường xá xa xôi, hôm nay quý sơ đã sắp xếp thời gian về quê hương cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho người. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý sơ. Chúng con xin cảm ơn ban chấp hành giáo xứ, các giáo họ, các hội đoàn, quý cộng đoàn và quý khách. Vì tinh thần hiệp thông, hôm nay cũng đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho người. Chúng con xin cảm ơn bà con giáo dân đã góp của, góp công cùng chúng con để có được thánh lễ hôm nay. Cuối cùng, con xin cảm ơn quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ, quý cộng đoàn và quý khách. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời quý cha, quý thầy, quý sơ, quý khách và bà con giáo dân ở lại dùng bữa cơm thân thương với giáo họ chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Xin cảm ơn ông chùm đại diện cho trong giáo họ, cảm ơn các cha, cảm ơn các nam nữ tu sĩ, các chúng sinh và tất cả các quan khách cũng như thể là bà con trong giáo họ. Hôm nay thưa anh chị em, vì tinh thần của mùa chay và tinh thần khiêm tốn của Đức Hồng Y cho nên cha xứ Quảng Nạp không có mời rộng, nhưng mà cũng có đủ các cha ở các cái miền. Ví dụ như nãy cha nói ở rất xa cha biển, ngài mang cả biển về trên Hòa Bình. Đấy, thế thì thưa anh chị em, chúng ta đều biết cái năng lực của ngài rồi, đặt ở đó để mà mở rộng đến vùng ngoại biên. Ngài mới cánh thành cái nhà mục vụ đẹp lắm, chúng ta hy vọng có sắp xếp thời gian để lên thăm ngài và thăm cái mừng cái nhà mục vụ cho ngài. Rồi có các cha trong giáo hạt ở đây thì anh chị em biết rồi, mà đặc biệt là có cha của Đông Bosco mãi từ Thái Bình, ngài cũng về đây với anh chị em trong mỗi dịp lớn. Ngài về đây dịp Tết, rồi hôm nay lại ngài về đây dịp dỗ Đức Hồng Y nữa. Xin hết lòng cảm ơn cha, và chúc cha một vụ tốt đẹp. Và anh chị em thấy hôm nay cha liệu giảng có hay không? Đấy, thưa anh chị em, tôi cũng nghĩ là cha xứ của anh chị em rất khôn ngoan đấy, đã mời ngài giảng. Vì tôi biết là ngài gần gũi với Đức Hồng Y lắm, chúng tôi biết nhau cả 7 năm ở trong chủng viện. Ngài là người mà là một linh mục mà có tinh thần của Đức Hồng Y. Thế thưa anh chị em, là Đức Hồng Y thì khôn ngoan, sáng suốt, nhiệt thành, can đảm. Thế thì tôi được thụ giáo với ngài suốt 7 năm ở trong chủng viện. Như hình ảnh của ngài hôm nay lại sống lại, những lời giảng của ngài lại lặp lại trên trước mắt của tôi. Thế thưa anh chị em, là đấy, những cái vần thơ ông chùm lúc nãy đọc thơ, thì ngài cũng có các thơ mà chúng ta đọc để giúp cho dễ cầu nguyện. Con thờ lấy Chúa chi tôn, đoái thương ngự xuống lòng con giờ này. Đấy là do ngài. Đấy, ước gì mà trong họ cổ mễ của chúng ta biến cái dòng thơ đó đấy thành những cái tâm tư, những cái đời sống đạo đức để mà dâng lên Chúa, thì lúc đó Đức Hồng Y mới thấy hài lòng. Chúc cho cầu mễ như vậy. Rồi thưa anh chị em, là cha liệu, thế thì ngài vốn có tinh thần của Đồng Uy như vậy, trên ngài làm việc nó hiệu quả lắm. Ngài đang coi sứ An Tràng, có thể An Tràng này, cả cái sứ Quảng Nạp này cho vào trong các cái họ giáo xếp với nhau cũng không bằng cái địa sứ của cái sứ An Tràng của cha liệu. Đấy, nó vĩ lại lắm. Rồi thưa anh chị em, hôm nay có cha Trinh nữa. 152 linh mục của Bắc Ninh mà chọn cha nhỏ nhỏ, tôi lại dáng bóc của ngài là giống dáng bóc Đức Hồng Y lắm. Đấy, những người nhỏ nhỏ như vậy thì rất là khôn và tinh tế cho nên mới được chọn. Rồi bên này nó cũng có cha Hiệp nữa, thì anh chị em cũng được chọn làm giáo sư của chủng viện, cũng nhỏ nhỏ mà cũng đầy tràn cái
cái khôn ngoan như vậy. Đấy, chúng ta tạ ơn Chúa lắm. Rồi anh chị em biết rằng là gì, người ta nói rằng ai mà được ở trong lòng mẹ mà lâu á thì là khi mà sinh ra rất là khôn, rất là khôn. Mà không có, có lẽ không có cái dòng nào mà được Đức Hồng Y cưu mang mà đến cưu mang lâu như cái dòng này. Đấy, cho nên là cái gì, chắc chắn là các chị rất là khôn và sẽ thành công. Chúng ta còn có những tâm tình của Đức Hồng Y, đó là tu hội đời. Đấy, Ngài mang cái tinh thần tu trì vào trong cuộc sống. Rồi Ngài lãnh đạo giáo phận trong lúc khó khăn. Ở Phát Diệm chỉ có 7 linh mục già, cũng còn khá hơn trên Bắc Ninh có 1 linh mục rưỡi như cha Liệu chưa vừa chia sẻ. Nhưng mà chỉ dưới sự khôn ngoan và cái sự nhiệt thành của Đồng Y, Ngài quy tụ về tòa giám mục. Rồi thì Ngài đưa các cái nhân sự đi để mà hướng dẫn. Và Ngài này nói chia sẻ là, thưa anh chị em, là Ngài nói rằng tất cả những việc gì quan trọng của địa phận ấy, Ngài đều bàn hết. Và một trong các cố vấn của Ngài là Đức Cha Tạo Phát Diệm. Đấy, thưa anh chị em, các Ngài làm việc khôn ngoan và có cái tính chất hiệp hành, nó trở thành thành công và giúp cho giáo hội vượt thắng trong một cái giai đoạn lịch sử thật là khắc nghiệt. Và hôm nay mùa chay tôi cũng nhớ lại lời giảng vào cái ngày tĩnh tâm, ngày nhất của mùa chay khi mà chúng tôi tựu trường ấy. Ngài nói về tội, tội làm cho chúng ta bị đẩy ra khỏi cái chỗ đứng của mình, mà chúng ta không tài nào có đủ quyền lực trở về cái vị trí cũ nữa. Cho nên chúng ta phải nhảy vào một cái trạng thái gọi là trạng thái hủy diệt hoàn toàn. Đấy, mà nếu không có công ơn cứu độ của Chúa thì thưa anh chị em, mãi mãi chúng ta ở trong sự hủy diệt hoàn toàn đó. Cho nên chúng ta mới quý được ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến, và chúng ta mới thực hiện mùa chay này tốt đẹp. Xin hết lòng cảm ơn cha Sứ Quảng Nạp đã lo liệu tổ chức cái buổi lễ hôm nay rất là tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn sự hiện diện của cha Liệu, cha Trinh, địa phận Bắc Ninh, và đặc biệt là của hội dòng người con tinh thần của Đức Hồng Y, chắc chắn sẽ thổi một cái hơi thật mạnh vào trong cái họ cầu mễ này. Đấy, thế thì chúc cho họ cầu mễ mỗi ngày mỗi phát triển tốt đẹp. Và trong tâm tình của mùa chay, chúng tôi cũng chúc tất cả các sơ, các thầy và anh chị em đi vào đúng cái ý nghĩa và cái chiều sâu của mùa chay, để chúng ta hoàn toàn đổi mới trở về với Chúa, để chúng ta được chết và cùng sống lại với Ngài. Sau thánh lễ thì xin anh chị em hướng về di ảnh của Đức Cố Hồng Y Paulo Giuse, chúng ta niệm hương, để chúng ta đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh tin kính, và xin các sơ hát một bài cầu hồn để cầu nguyện cho Ngài. Kính mời đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy xong, chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
đời mây trôi, tay ngài dìu đưa dẫn lối, dẫn ý lối đưa đường con bước ý trong thành thời, dẫn ý lối đưa đường con bước ý trong giây phút này. Con cũng xin được gửi tới quý cha và tất cả cộng đoàn giáo xứ lời cầu chúc sức khỏe bình an của Chúa đến tất cả mọi người trong cộng đoàn giáo xứ cũng như cộng đoàn Quý Sơ. Xin một tràng pháo tay để người đấy chúc mừng ạ. Con này không thuộc lời mấy, con chỉ nghe một bài dòng nó liên quan đến cũng là quan họ này, con đáp từ lại quan họ. Cho người nghèo, cho nghèo thế gian ý, chẳng cầu lợi danh ý, chẳng màng đường niềm vui, lại thấy có là thiên đàng chúc từ hứa ban ý, gốc thuyền đàng hứa ban ngày ơi. Người nào yêu thành tín, sâu kiếm cùng nghĩ gian chân chẳng vương đất đai của người. Chúa nhân thương ban phúc thiên đàng hứa ban người ơi. Con xin hết ạ. Nhân tiện hôm nay có bữa tiệc hôm nay và bài Hoan ca nước trời, nói về bữa tiệc nước trời ạ. Một em nhớ đôi bàn súng tình, hai em nhớ yêu điều, ba em nhớ tiếng nói, bốn em nhớ đến đôi người đồng tâm. A hồi a, ư hồi ư a, ư hồi ư. Năm em nhớ người buông nụ cười.
Và trước khi ra về thì chúng con hát một bài rất là quen thuộc dân ca quan họ Bắc Ninh, đó là Người ở đừng về ạ. Quan họ khách thì là giữ khách ở lại thì nói là người ở đừng về. Còn chúng con là khách thì chúng con sẽ là người ở chúng con về ạ. Con mời quý cha, nếu mà cha nào có thể hát được cái bài Chuông Vàng Các Cửa thì hát cùng với chúng con ạ. Không, không hát lời đầu. Chị hát nghỉ câu đầu xong hát lời hai. Vâng. Người ơi, người ở các sơ cũng đã chào rồi, người ơi, người ở, con về. Thì giờ các sơ đã đứng hết thì chúng con không ép các sơ ngồi nữa. Cha cũng đã hết giờ, cũng đã đến giờ thì các sơ cũng trễ rồi, các cha cũng nhiều cha bận công việc buổi chiều. Giờ đây con xin thay lời cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ cắt riêng giáo họ Cầu Bễ, cảm ơn quý cha, quý sơ đã đến và hiện diện trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Điện Tụng, người con thân yêu của giáo xứ giáo họ chúng con. Cầu chúc quý cha, quý sơ lên đường về nhà bình an, và nhất là cầu chúc quý cha, quý sơ trong một mùa chay thánh này luôn gặt hái được nhiều
ân phúc của Chúa qua sự phục vụ của quý cha, quý sơ trong những ngày chay này, để cho gì cộng đoàn của các nơi các cha, các thầy và các sơ phục vụ luôn luôn gặt hái được những ân thiêng từ nơi Thiên Chúa qua sự phục vụ của quý cha, quý sơ. Xin thay lời cộng đoàn cảm ơn quý cha và quý sơ. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng, Amen. Đức Mẹ phù hộ giáo hữu Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Rồi, con cảm ơn tất cả mọi người. Rồi chia tay bên dòng sông, chiếc nón quai thao xôn xao câu quan họ, đến hẹn lại